Vợ lấy điện thoại ra chụp hình đi. À, chụp y chang như là bị công an bắt, biết không? Chụp y chang luôn nha. Rồi quay phim, giờ bỏ quay phim luôn, quay phim lại luôn. Rồi vô. Giống một người. Đây mình trắng. Này là buôn bán lớn luôn, như đây là hả? Như đây là giữa cột luôn mọi người à. Trời ơi, rớt rồi bịch bịch ra xứ lớn không? Mà thật ra đây là bịch bột năng nha mọi người ơi. Bịch bột năng. Giờ biết sao? Mình hả? Mình cho anh biết sao mọi người? Mình cho anh giả vờ như là thua tha ego quá. Đi làm liều mọi người ơi. Buôn bán cái chết trắng nha. Bị công an tóm được nha. Đâu đưa anh coi cái hình coi. Để mình coi cái hình nó giống không. Trời ơi cái này là y chang luôn mọi người. Y chang. Mọi người nhìn thấy không? Thấy không mọi người? À, y chang nè. Y chang như bị công an bắt cầm tay cầm chân lấy ngoài đường nữa mọi người. Này ngoài Quỳnh về Quỳnh thấy được bức ảnh này cái chắc quả hả? Gọi là tay chân bụng củng mọi người. Tay chân bụng củng gọi là đi không nổi luôn. Tái xanh mặt mày thiệt đó chứ. Quay động video lại cho. Rồi, cái này là y chang như hả? Mọi người có thấy kiểu cái mấy trang mạng mà mấy tên cướp giật đồ là công an bắt là người ta bắt ngoài đường á, là người ta cầm gì nè. Cầm hai tay sau lưng vậy nè. Mọi người hiểu không? Hiểu không? Giờ nè. Ở đây mình đang đứng là ngoài đầu hẻm luôn, đầu hẻm nhà mình luôn. Con trâu một tiếng nữa về nhà, khi nào mà anh ra tín hiệu ok phải không? Thì hả? Giả bộ đi ra ngoài đây mua đồ, rồi thấy anh bị công an cầm đầu ngoài đây, hiểu không? Rồi chạy vô báo cho chị em biết. Rồi đưa tấm hình này cho chị em xem phản ứng của nó như thế nào. Trâu giờ hết chống chống rồi. Trâu giờ hết chống chống mình lại sợ lắm rồi. Giờ kêu ngoan lắm, giờ ngoan lắm, giờ nói một cái một là nghe liền. Ok nha mọi người. Theo yêu cầu của anh em kêu mình làm cá đổ mùa ego đúng không? Ok, đây bắt đầu là tập 1, mình sẽ làm nguyên một series luôn nha. Bây giờ anh em xem tiếp nha anh em ơi. Rồi, let's go. A few moments later. Ủa hai ơi, có nước đá hờ, còn nước đá không? Ủa nước đá tủ lạnh á, sao không coi? Ủa, mà hình như có gì rồi, chỉ còn tiền á, nước đá nè. Để tao hỏi mua. Bộ không có vô nước để uống đá hả? Quên rồi, nhà hết nước rồi, hết đá rồi. Coi trên đầu tủ lạnh ơi, có hình như có tiền lẻ á. Mốt uống phải vô đá nghe không? Ok. Đâu rồi, sao rồi, chỉ mày đâu? Đang rửa chén trọng nè, em nói em chạy ra đây mua đá. Rồi ok, biết giờ sao không? Sao? Giờ em chạy vô nhà, em có đem theo nổi không? Có, đi trong túi em nè. Ok, giờ em cứ chạy vô nhà em lả lạng lên luôn. Mày, anh cần khúc này là anh cần mày diễn xuất biết không? Ok. Mày cứ như là anh bị công an bắt thiệt rồi, biết không? Cứ la nói âm sùm kêu, hai ơi chết rồi, anh thường bị công an còng đâu rồi, biết không? Rồi cứ la lên sùm lên báo cho chị nghe biết đi. Rồi tí nữa anh sẽ đi lại cái đầu hẻm đằng đây nè. Anh trốn trong hẻm đằng đây luôn. Anh sẽ đặt cam ngoài đây. Biết không? Ok. Ok ok chạy vô đi. Khoan nhớ diễn ấy nha. Diễn như thiệt nha. Ok mọi người ơi. Giờ chuẩn bị xem nè mọi người à. Nhưng mà khoan mọi người xem video mọi người nhớ giúp thẩn một chuyện là mọi người hả giúp thẩn một lượt theo dõi trên Facebook với một lượt theo dõi trên fanpage của thẩn nha. Link thẩn để dưới phần bình luận bấm vô là có liền. Link Facebook, link fanpage có đầy đủ. Mọi người cho thẩn mỗi cái một cái lượt theo dõi nha mọi người. Tại vì kênh của thẩn dạo này thẩn bị tình trạng ăn cắp video đăng lên YouTube nè, TikTok nè, Facebook rất là nhiều. Nên thẩn bắt buộc phải lập ra fanpage riêng cho mình. Nên thẩn rất cần là mọi người ủng hộ thẩn bằng một lượt đăng ký, một lượt theo dõi trên Facebook và một lượt theo dõi trên fanpage nha. Anh em rất mong anh em giúp thẩn nha. Ok, còn bây giờ thì thẩn sẽ đặt cam và đi trốn nha mọi người ơi. Thẩn xin chào mọi người nha. Hiện tại bên shop thẩn có bán nước hoa chính hãng được xách tay từ Mỹ, Pháp và có cả nam lẫn nữ luôn nha mọi người ơi. Đây là những chai nước hoa full 100ml. Ngoài bán những chai này ra thì shop thẩn còn bán thêm những chai chiết nhỏ 10ml nữa nha mọi người. Đây là những chai chiết nhỏ 10ml nha. Chai chiết nhỏ 10ml này mọi người có thể xài được 2 tháng nha mọi người.
Nếu mà mọi người quan tâm nước hoa bên Thẩn thì có thể kết bạn Zalo với Thẩn là 0909134921 nha mọi người. Mọi người kết bạn Zalo với mình sẽ tư vấn cái tông mùi hợp với mọi người nha. Mình sẽ tư vấn nhiều hơn cho mọi người nha. Và đây là nước hoa chính hãng, mọi người chỉ cần xịt 2 hoặc 3 xịt thôi là nó thơm cả ngày nha mọi người. Trời ơi, Thuận ơi Thuận, sống một khẩu coi. Trời ơi, Thuận ơi, nó rồi à, nó một lần
Yeah.
đến anh Thường. Không có, anh Thường mới dính vô thì đó đâu. Cái này là anh cho anh thôi. Thôi lính. Anh cho anh. Thôi đi. Thôi đi. Đi đi không hàng ngoài rồi. Đừng chặt nữa. Chị cho anh quá tay vậy chị. Thôi Linh đi thương chị mà. Thôi dẫn anh đi. Dẫn anh đi chứ mà. Chết rồi mọi người, chết rồi. Đi lên xin lỗi chị, với anh. Không, anh chơi thì anh tự xin lỗi đi. Mày đừng có trâu chung vậy. Ủa nhưng mà em chỉ là phụ anh là chính mà. Xong rồi mọi người. Rồi tối nay bà khóc bù lu bù la luôn. Tối nay hả, anh đừng có kêu qua xin lỗi chị nha, không giúp anh đâu. Đi đi. Thôi ráng, tối nay ráng năn nỉ mọi người à. Chứ giờ sao hả? Anh đừng có mở hả? Đuổi em ra phòng nước qua anh và anh ngủ không có cho anh vô đó. Bà cái màn cho anh quá hay mọi người. Mình thấy cái màn cho anh này kiểu sắp xếp cái cốt truyện quá hay. Quỳnh hả, tưởng mình là bị dính 100% luôn rồi. Bà sợ bà khóc bù lu bù la. Chết thiệt. Cho anh. Rồi họ mới xin lỗi. Đúng. Tha thứ không? Em có thấy anh cho anh kiểu anh cho anh đỉnh nhất Việt Nam không? Dữ. Cho anh mà khóc. Cho anh mà chỉ em khóc rồi. Ồ lu ồ la. Không biết họ nó xin lỗi biết chịu. Không biết cái này là dạng chắc tuần thiệt á. Thôi giờ chắc không phải đi lên cho. Lên mắt của chị hai em rồi. Mày mà không nghe lời anh mày cãi lời anh mày không chịu hợp tác với anh là bữa sau mày cũng vậy đó. Hôm qua nước mắt cũng lưng chồng rồi. Chứ sao bị đuổi kia vô ơi nước mắt lưng chồng rồi. Ok mọi người thôi giờ ha, mình cũng cho hơi lố xíu thôi giờ phải chịu đấm ăn xôi lên năn nỉ bà. Mặc dù là biết là ha, bò lên giường là sẽ bị đạp rớt xuống sàn á nhưng mà cũng gán. Phải gán. Phải lì như đĩa. Đúng rồi mọi người. Không, mình đầu tư mình làm video hay cho mọi người xem thì ha, mọi người xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thuận, với lại mọi người nhớ bấm vô cái phần bình luận có link fanpage và link Facebook của Thuận để đó thì mọi người chỉ cần vô theo dõi mỗi cái một lượt theo dõi giúp Thuận nha. Idol của mọi người mà hả Facebook có 200 lượt theo dõi thôi. Hơi bị buồn luôn rồi. Buồn thôi. Giúp mình ra từ mọi người rồi thôi giờ. Bye bye chào mọi người. Đi lên. Đi. Lên xin lỗi chỉ mày còn giỡn mày chọc nó. Nóng nó bứng mày. Chào mọi người đã đến với shop nước hoa của tụi mình nha. Chào mọi người nha. Shop mình có hàng trăm mẫu nước hoa khác nhau, có cả nam lẫn nữ luôn nha. Mọi người tha hồ lựa chọn mọi người ơi. Tha hồ lựa chọn dùng nha mọi người. Thì shop mình là bán nước hoa chính hãng, là nước hoa của mình là được người nhà gửi từ bên Mỹ về mọi người. Có hóa đơn chứng từ rõ ràng hết nha mọi người. Có hóa đơn mình mua trong những cái cửa hàng bên Mỹ nha mọi người. Đầy đủ hết nha. Nên mọi người dùng cứ yên tâm, tại vì hả mình bán là bán nước hoa chính hãng. Nước hoa chính hãng là sao? Nước hoa chính hãng mọi người xịt đúng không? Xịt vô người mọi người 2-3 xịt thôi là hả người ta đi ngang qua người mọi người thôi là cũng nghe thấy mùi hương tỏ ra nha. Giống như mình chạy xe ngang qua người khác thôi là người khác sẽ nghe được mùi hương trên cơ thể mình, với lại cái độ lưu hương của nó. Nước hoa chính hãng nó lưu hương từ 8 đến 12 tiếng, nó lưu hương rất là lâu. Thì hả bên mình có bán nam nữ đều có hết nước hoa nè. Mọi người thấy không? Những cái chai như thế này là bên mình bán có giá từ 1.8 triệu tới 2.5 triệu, 3 triệu. 3.6 triệu, 4 triệu, 5 triệu đều có nha, những chai full như thế này nha mọi người. Mọi người thấy những chai full như thế này có giá từ 1 triệu mấy cho tới 3-4 triệu mấy, thì mọi người tha hồ lựa chọn. Là có những mùi hương như là hả, mùi thanh mát nè, mùi nam tính mạnh mẽ, mùi hương gỗ, mùi hương nhẹ nhàng bay bổng, mùi hương như ngọt ngào,
rất là nhiều hương mùi khác nhau, mọi người tha hồ mà lựa chọn. Mọi người có xài nước hoa thì ủng hộ bên shop thử nha. Shop mình là bán nước hoa chính hãng nên nó thơm lâu và cái giá tiền nó cũng hơi cao, giống như tiền nào của nấy á mọi người. Nếu mà mọi người cảm thấy nguyên một chai full như thế này thì nó giá nó hơi cao quá thì mọi người có thể chọn phương án là mua những chai chiết nha. Thì bên mình có chiết các dòng nước hoa chính hãng nha mọi người, như là Dior Sauvage nè, và những cái hương thơm mà nói chung là mọi người muốn hương thơm như thế nào thì mọi người cứ inbox hoặc gọi qua số trực tiếp cho tụi mình là 0909 134 921 là tụi mình sẽ tư vấn cho mọi người nha, để mọi người chọn được cái hương thơm thích hợp cho mọi người á. Thì đây là bên mình có chiếc 10ml nước hoa như thế này mọi người, là tụi mình chiết chính trực tiếp từ trong chai chính hãng như thế này đây, chiết trực tiếp ra luôn nha mọi người ơi. Mọi người xài chai chiết nên cứ yên tâm nha. Mọi người giống như mua chai full thì mắc tiền quá, mọi người có thể là lựa chọn chai chiết. Chai chiết như thế này là mọi người đi du lịch nè, mọi người đi chơi cà phê bỏ túi xịt cũng tiện lợi đó mọi người. Đây, mình sẽ chiết vô đây. Những chai nước hoa như chính hãng của shop mình như thế này, mọi người chỉ cần xịt 2-3 xịt thôi là nó thơm nguyên một ngày rồi, không cần xịt nhiều nha. Mọi người xịt ngay ngực một cái, xịt ngay bụng một cái, xịt sau ót một cái, chỉ cần 3 xịt thôi là thơm cả ngày nha mọi người ơi. Nước hoa mình là nước hoa hàng sắt tay mà, chứ không phải nhập tào lao ở Việt Nam nha. Đây, để mình chiết cho mọi người xem nha. Mình sẽ chiết như thế này nè mọi người. Một chai nhỏ như thế này là 10ml nha mọi người sử dụng được khoảng 2 tháng. Thì hả, những chai chiết nhỏ này có giá từ dao động từ 280, 300, 350, 400, 500 đều có. Thì có rất là nhiều giá tiền cho mọi người lựa chọn nha. Mọi người có xài nước hoa thì ủng hộ Thuận Duy Quỳnh nha. Có thể liên hệ qua Zalo của Thuận Duy Quỳnh là 0909 134 921 nha. Đây. Mọi người cứ lựa chọn, cũng sắp lễ Tết Noel rồi, sắp tới rồi 20 tháng 10 rồi, có ai muốn chọn quà cho vợ thì bên Thuận có hả, gọi là gói quà sẵn cho mọi người luôn nha mọi người ơi. Đây nè mọi người, mình đã chiết xong rồi một chai như thế này, mọi người xài vô tư luôn, 2 tháng mấy là vô tư nha mọi người. Đây. Thì mọi người muốn ủng hộ hai đứa mình thì mua nước hoa ủng hộ hai đứa mình thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mình là 0909 134 921. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha. Bye bye.